À, xin chào mọi người, nay ngày mùng 5 Tết á. Cái cây thọ hương à, trổ quá sức luôn á. Hiện tại vẫn còn rất là đẹp á. Cây nào trổ hết bông á, thì chúng ta cắt tỉa nó lại á. Còn nào còn bông thì chúng ta cứ chơi á. Chỉ rộng năm trời á, chăm sóc cả năm á, chơi có 3-4 ngày á. Tiếc quá á. Những cây mà chúng ta anh em chơi mà cái dạng dưỡng lại cây để lá thế này nè, khỏe dữ lắm á, phục hồi lại rất là nhanh. Còn dạng chơi giống như mình á, chơi mà cái dạng chơi mà thích nó đặt rật á, thì chúng ta rút mà lặt lá ra mấy cái đầu cành đó, bấm chặn lại, thì trong thời gian này nó cũng ra được những cái lá này á, chừa mấy lá này lại đó, bắt đầu rồi tứ phân loãng á, tứ dưỡng rễ hoặc là hữu cơ đó, nào cũng được. Nay tiếp tục á, này tưới bữa 28 á, đây mình có tưới bữa nay tiếp tục làm á. Nói chung là chơi xong mà phục hồi lại nhanh á. Đó, những cái cây mình chơi nè, đó cái đa phúc á, chơi hôm bữa trước Tết á, hôm nay nè, anh em thấy không? Đó. Ra lá rồi, cái trồng bằng Akadama. Đó, chơi bông xong nè, đó, ra lá ha. Đó, vẫn công thức cũ ha. Đó, là giao lưu phân bón á, nói chung là cũng không sẵn ở đây á, đây cũng không qua quảng cáo gì, bữa có chú gọi á, chú gọi chú hỏi mua cái này nhiêu á, nó 150.000, hỏi có bao ship hay không mà nó không có bao ship á, nó qua nó lại họ chửi sùm trời ở trên à. Đó, cái này thì mình mua về mình xài á, đó anh em nào giao lưu thì mình giao lưu á, chứ bán ăn chay này là đâu có 10.000 à. Đó thì anh em á, mua thì tiền mua điện đâu đó 30-40 gì đó, xa thì 50-60 á, anh nào mua hàng trên mạng thì biết á, sẵn đây phổ biến luôn á. Không có cái này thì chúng ta xài cái thằng mà là 3M cũng được á, nào cũng được, có gì xài đó. Xài lõn á, một cái đây có cái muỗng nè, một muỗng pha 20 lít á, bình thường thì chúng ta có 2 muỗng, giờ cái cây chúng ta đang chơi Tết á, chúng ta giảm lượng xuống á. Cái này cũng vậy, bình thường ta tưới là tưới 2 nắp, giờ nó tưới 1 nắp thôi, 20 lít. Đó. Này. Một nắp pha 20 lít đó. Đặc điểm tưới hữu cơ này đọt nó ra nó là sẽ đỏ. Hữu cơ. Nền hữu cơ đi á. Thì bữa nay thì bưu điện người ta chưa có nhận vận chuyển lại ha. Anh em cũng gọi, nói chung là để dần đường nhận chuyển rồi thì mình mới gửi cái này được á. Phục hồi lại. Cái này là phân bón lá thôi chứ không có gì á. Lá NPK mà là dạng sinh học á, chứ không phải là hóa học. Nước nó hơi đen đen á. Ta coi cái cây người ta ha, nó nếu mà nó khô quá thì tưới á, còn nó ướt quá thì thôi không có cần nước á. Trong thời gian chơi mà chúng ta tưới nhiều nước quá nó cũng dở, cũng dở á, cây nó dễ ngợp lắm. Đây, cây này ha. Tưới thẳng vào cái vùng gốc luôn á. Này là lượng loãng á. Có chất. Cái này thì mình làm rồi á, làm rất là nhiều, làm 2 năm rồi. Đó, sau Tết cây phục hồi rất là tốt á. Đó, cái gì mà chơi năm rồi mình chơi á, chơi một cái cây đâu đó 10-20 ngày không á. Đó, năm nay thì nó vẫn tốt, vẫn sống khỏe, vẫn sống tốt á. Chứ trồng một năm trời á, mình ta chơi có mấy ngày thì ổn quá. Chơi cái khi nào mà nó hết bông thôi. Tưới phân á, đây.
mấy ngày này thì anh em gọi điện không được nên thông cảm á. Cái này tôi cũng khách khứa cũng nhiều lắm, xỉn từ đầu mùa tới cuối mùa á, cứ từ từ á. Nói chung là mình rảnh giờ nào thì mình nghe điện thoại hết à, còn anh em gọi nói chung là đang nhậu xỉn thì sao mà nghe được ha. Làm chăm sóc cả năm trời rồi đấy, tết cho mấy ngày nghỉ ngơi á, buôn bán cả năm trời rồi, từ từ á, chuyện chơi vui mà, không có cái gì phải gấp gáp hết á. Tưới mấy cái lọc non ra đỏ đã lắm, nó cục luôn ha. Này dưỡng lệ thì có hai cách đó. Một là chúng ta bấm tàn, thứ hai là chúng ta cắt bỏ, bấm tàn, bấm sát, bấm con sát ra luôn á. Cách thứ hai là chúng ta bấm bỏ bông trái chừa lá lại, cái nào cũng được. Anh em nào mà mới biết chơi, hai phương pháp á, một là khi mà chúng ta chơi thế này nè, bấm trụi lá thế này ha, đó thì chúng ta thâu cành luôn á, tại vì không còn lá nữa. Cách thứ hai là anh em chơi mà dưỡng lại cây á, chơi mà mới chơi á, để lá thế này nè, chúng ta bấm bông trái bỏ hết á, chừa lá lại, cái nhau nhóc mà nào nó dài quá, vương dài quá, chúng ta bấm cho nó gọn lại, nó tròn lại, nhau nhóc thì tỉa cho nó sạch á, chừa lá lại, không có đôn á. Nói chung là chừa mấy cái lá này lại nè, chúng ta coi nhau nhóc nào bỏ, nào nó dư quá chúng ta tỉa cho nó thoáng thôi, chừa lá lại đó, cách nào cũng được á. Theo cái cách mà chừa lá lại thì cái phục hồi lên nhanh hơn á, đấy, phục hồi lên nhanh hơn so với cái cách mà như thế này, chơi cục như thế này á thì nó có phục hồi mà nó chậm hơn á. Cái nào cũng được, bởi vì chúng ta chơi lá thế này như vậy á, đó nó khỏe cây, cây phục hồi lẹ, mà ra bông thì nó nhìn nói chung là nó có hoa, nó có lá, nó không có đặc đặc, không có cục như thế này á. Tùy cách chơi và tùy chúng ta chọn cách xử lý cho nó hợp á. Còn cái phương pháp mà khi mà anh em chơi, anh em để lá thế này nè, đó mà anh em thâu lại cái nữa là mất sức nữa ha. Về đây lá đang non thế này nè, nhựa sống nó đang nó chưa có hoàn hợp được á, nó chưa có đẩy ra được đó. Đó, anh em thâu lại cái nữa thì phải mất rất nhiều thời gian để mà cho cái đọt non mới nó ra ha. Đó, thậm chí anh em bấm cái này nè, nó bấm cái này nó còn lâu ra hơn cái mà cái cách mà người ta chân mà cục thế này nè. Đó, chúng ta bấm lại á. Thì anh em rất nhiều anh em hỏi, nói chung là có hai cách làm á, một là để lá, cách làm mà khi mà chơi chúng ta để lá, chúng ta xử lý theo cách chơi để lá. Còn chơi mà chúng ta bấm trụi á thì chúng ta xử lý theo cách chơi bấm trụi á. Bấm trụi thì chúng ta phải cắt đôn vô sâu. Cắt đôn ha. Còn để lá thì cắt bỏ nhau nhóc bông trái thôi. Cắt bông trái bỏ hết ra. Nay mùng 5 mà cái này còn quá đẹp đấy ha, thì cứ để chơi. Quan trọng là trong ta biết cách dưỡng á, chứ mà neo bông neo trái thì nó mới sợ á. Còn đẹp thì chơi, còn kỹ hơn nữa, đang thời gian có bông nè, nó đeo trái ta sợ mất sức á, ta cắt mấy cái trái này bỏ đi, chừa bông lại á, chơi thêm được mấy ngày nữa. Chơi như cây này bữa nay nó mới đẹp nè, nó mới rực lên ha, nó còn quá đầy nụ luôn, mà cắt bỏ thì uổng quá ha. Cứ chơi tiếp á. Này cúc live VIP nè, chùm luôn á. Này lặt bờ lặt lá bữa 22 nè, mới có 7-8 ngày mà nở vậy á, khủng khiếp chưa. Cúc bi nè, bi lặt lá bữa 20 á,
Đấy, cục 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 luôn à. Cục lại vip à. Không, quá đã. Nó thầm lừng lừng nhé. Tí phần à. Nó có chất nó ăn. Hoa nó đẹp hơn nữa. Này thấy như bông bông giấy ra, quá sức luôn nè. À. Mê mời người á. À. Mấy anh mấy chú hỏi là hỏi cây này cây giống gì á, nó Thủ Đức á. À. Anh chú không tin á, Thủ Đức sao đẹp dữ vậy ha. Nó đủ lực á. À. Đủ lực nó sung sức, bột nó bự bự không à. Quên nhắc anh em á, đó, cả hai phương pháp mình áp dụng á, đó, phương pháp mà chơi để lá lại chơi mà cắt cắt trụi hết á, đó thì sau ta sau khi chơi xong mình không có thay phân á, đó, tháng 3, tháng 4 á, mới ra tiến hành xử lý bầu đất á, quay lại cho anh em cái kết quả nè, cách làm á, cái này bữa hổm cây thỏ hương nè, chừng đâu gần 20 ngày á, cắt trụi hết á. Cắt người ta chừa mấy cốt chính thôi, sau này dẫn ra nó còn nhiều hơn nữa, để trong mát á. Cây này chưng trong đó cỡ 20 ngày á, mắng được thì người ta lấy cái lưới người ta trùm nó lại. Còn cây này chưng để lá nè, bấm bông trái bỏ hết á, chừa lá lại, nhánh nào dài quá ta thâu lại, nó gọn gàng á, nhau nhóc là tỉa hết, làm sao phát triển tên trên cái tầng này nữa ha. Đó. Đây là cây mới làm à. Cho anh em xem cây làm cách đây à. Hơn tháng à. Mà cái cây Thủ Đức đâu à. Cái cúc bi mà mình chơi Noel á à. Anh em nào xem à. Xem rồi thì biết á à. Còn nếu nào chưa xem thì có thể tham khảo á à. Nhiều khi con cái video mà nó nhiều cái con câu chuyện mà nói hoài á à. Nhưng mà phải nói á à. Anh em nào biết rồi thì thôi cũng cố thêm, còn em nào chưa biết á thì coi như đã đây ta coi ta tham khảo á cách làm đây. Cây cúc bi lúc đó chơi để lá nè, chơi bữa rằm tháng 10 nè, anh em thấy không đó. Bữa đó cắt bỏ bông trái bỏ hết, nhau nhóc là tỉa, bữa nay nó ra nữa nè, thấy không. Phần chắc trọng này chưa xử lý gì hết ha, ra cứng cây đọt, chúng ta muốn xử lý gì xử lý. Còn cái này chơi bữa Noel nè đó, mình sẽ thâu cành lại hết á, thâu ngắn là cành lại hết. Hôm nay nó xì ra, nó xì tược ra nè, nó xì tược ra nè, chúng ta cắt ngang mấy cái mắt nối đó, nó xì ra nè, bấm ngang cho chỗ mấy cái lằn á, nó xì tược ra, bấm chỗ mấy cái lằn này nè, bấm trên đó khoảng chừng là 5 ly á, 5 ly chứ phải 5 phân, 5 ly hoặc là 5 ly là 0.5 cm á. Đó, nó xì ngay chỗ đó ha, nứt ra đó, thì như thế này á, đó không có thay phân gì đâu nha, như thế này là thay phân là khả năng suy khả năng chết rất là cao á, đang ra nhú thực non thế này nè, khả năng suy chết rất là cao á. Thì lúc trước mình không có biết á, không có biết là mấy anh mấy chú á, ở gần vườn làm chỉ á, đi bán tết về thay phân liền á, xong nó chi nó chết quá đi chết á. Đi bán tết, nói chung là đi bán tết về thay liền thì được, tại đi bán tết tới 29-30 sách về rồi, cây nó trổ mà lát đát thôi á, nó 10% lúc đó nó còn nhựa sống trong thân nó nhiều đó, chúng ta cắt đôn mà chúng ta thay phân liền thì ngon lành á. Còn cây mà chúng ta đang đảng là đảng sau khi mà chưng bông không á, nó kiệt sức rồi, nó rút thì muốn hết nhựa rồi á, chúng ta lại thay phân nữa để nó không có ăn được cái gì hết trơn á, thì nó sẽ hư hàng loạt á. Coi hướng dẫn mà hướng dẫn đối với cái cây người ta như thế nào á. Còn anh em làm biến nữa, đây là khoảng 2
2 năm mà nè, chưa thay chất trồng á. Hôm nay năm thứ 3 nè, đó, mình trộn cái chất trồng mới ém xuống, lấy cái cây chọt xuống thôi. Phương pháp này là dành cho những người làm biếng á. Mà nó hiệu quả nha, đó, không phải làm biếng mà không có kết quả, làm biếng mà nó thất bại thì mình không có kể tới á, làm biếng mà nó cũng thành công á. Đó. Đó. Cho trộn cát vô, chất trồng cho nó bó cái bầu lại á. Nguyên cái dạng này không có thay chất trồng nè, trộn rồi mình lấy cây mình sọt xuống á, bó bầu lại. Đó. Một vài chia sẻ với anh em á, cách chăm cây trong khi chơi nè, dưỡng cây sau khi chơi á. Nói thì nó nhiều quá, anh em xem nè, nhiều quá. Thật sự nó rất là đơn giản, không có gì hết trơn. Ta làm chết vài cây thì người ta biết rõ ràng nha. Để lá nè, nhắc lại á, để lá nè. Để lá thì không có thúc cành á, còn chúng ta cắt trụi thế này thì chúng ta thâu cành lại. Không thay phân, đó, vậy thôi. Cái phân thì tưới khoảng 10.000 lần, 17 tới 10.000 lần á. Chúc mọi người chăm thật là tốt á. Đây là cái kết quả mà mình đúc kết được cũng mấy năm chơi á. Nó hạn chế được hư hại nhiều lắm á. Rồi, xin chào. Mấy cái này cũng là đang năm rồi nè. Năm nay nó rực rỡ bông nè, nó rớt dưới đất nè. Nùi luôn á. Như cây này á. Này chúng ta thâu cành lại. Thâu sát đây cũng được á. Đây cái này mình để mình lấy bo mà không có lấy á. Thâu sát lại, sau này nó ra nó sẽ đẹp hơn. Chứ để cái nhánh dài nhánh ngắn á. Nhánh dài nó mạnh quá, nó rút nhựa là mấy nhánh nhỏ nhỏ nó chết trơn à. Thâu sát vô à.